Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động phố đi bộ Bùi Viện tại một trong những khu vực hoạt động du lịch, vui chơi giải trí sôi động nhất. Đây là phố đi bộ thứ hai tại thành phố, sau phố đi bộ Nguyễn Huệ. Việc ra đời của các tuyến phố đi bộ đang góp phần đa dạng hóa sinh hoạt cộng đồng và góp thêm sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Phố đi bộ Bùi Viện vừa đi vào hoạt động với khung giờ từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Bên cạnh các hoạt động du lịch như nhà hàng, khách sạn, club, quán bar, ẩm thực, tại đây cũng có nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố, âm nhạc dân tộc và đương đại, kinh doanh hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ để phục vụ người dân du khách. Mặc dù mới khai trương phố đi bộ, song đã từ rất lâu, Bùi Viện đã nổi tiếng là con đường quốc tế, nằm trong khu vực du lịch nhộn nhịp bậc nhất của Sài Gòn, được gọi là phố Tây Sài Gòn, gồm 4 con đường Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu. Trên cơ sở thí điểm tại đường Bùi Viện, trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh cũng dự tính sẽ mở rộng thành khu đi bộ với toàn bộ khu phố Tây. Trong khi đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động đã hơn 2 năm nay, vào dịp 30 tháng 4 năm 2015, được tổ chức trên toàn bộ đường Nguyễn Huệ và không giới hạn thời gian. Phố đi bộ này đã trở thành điểm đến hàng đầu của khách tham quan trong và ngoài nước. Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày càng được làm mới như tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố, tổ chức các show thời trang đường phố, lễ hội áo dài, biểu diễn lân sư rồng v.v. Đặc biệt, dịp Tết âm lịch hàng năm, nơi đây trở thành đường hoa Nguyễn Huệ, thương hiệu du lịch đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh từ hơn chục năm qua.